Vụ con ruồi trong chai nước trị giá 500 triệu khoảng hơn một năm trước đã làm tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đã tổ chức phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Minh, 35 tuổi ở Cái Bè, Tiền Giang về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Vì người này đã dùng chai nước ngọt có ruồi để thương lượng đòi số tiền lên đến 500 triệu đồng từ phía công ty Tân Hiệp Phát. Ghi nhận của phóng viên VTC từ phiên sơ thẩm ngày hôm nay tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã tới trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang để theo dõi vụ án. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Võ Trung Hiếu, hai kiểm sát viên là ông Võ Hồng Phương và Võ Hải Phương. Hai luật sư bào chữa cho bị cáo Minh là luật sư Nguyễn Tấn Thi và luật sư Đặng Hoài Nam. Công ty Tân Hiệp Phát được tòa xác định là nguyên đơn dân sự cũng mời một luật sư bảo vệ cho mình. Thế nhưng, với tư cách người bị hại, giám đốc và một số nhân viên khác của Tân Hiệp Phát lại không được triệu tập đầy đủ. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của bên nguyên đơn. Luật sư bào chữa cho bị cáo có yêu cầu những người cần phải có mặt. Nhưng mà phía bên luật sư hỗ trợ cho công ty Tân Hiệp Phát, nó không cần thiết. Những cái đó là quan trọng mà sao không cần thiết được. Mình làm đúng thì không ai bắt mình được. Theo tôi thấy, nếu mà anh Minh anh làm đúng thì anh phải có người làm chứng xác minh là cái chai đó vẫn còn nguyên. Cách đây hơn một năm, khi Võ Văn Minh thông báo đã phát hiện chai nước number one có ruồi và liên hệ nhằm giải quyết kín với phía công ty để lấy số tiền 1 tỷ đồng, sau đó hạ xuống từ 600 đến 500 triệu đồng. Công ty này cũng đã đồng ý làm việc riêng với Võ Văn Minh không dưới 3 lần. Ngày 27 tháng 1 năm 2015, khi Võ Văn Minh đang nhận số tiền 500 triệu đồng từ đại diện công ty Tân Hiệp Phát, thì bị công an bắt quả tang. Vậy gọi hành vi của Võ Văn Minh là cưỡng đoạt tài sản có chính xác hay không? Nhiều ý kiến cho rằng đây là giao dịch dân sự, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc truy tố, xét xử Võ Văn Minh là chưa thỏa đáng. Đại diện phía Tân Hiệp Phát phủ nhận việc thương lượng với Võ Văn Minh và gọi đây là buổi gặp gỡ, trao đổi và cảm ơn khách hàng nhằm bảo vệ thương hiệu của mình. Xuống với công an nó còn nói tôi đâu có ngờ tôi làm gì mà liên quan tới luật pháp đâu. Từ cả cái lần làm việc đều có biên bản, Tân Hiệp Phát vừa cho nhân viên thương lượng vừa bí mật báo công an thì đó là cái trường hợp như vậy. Thì ngay khi mà bị đe dọa thì đáng lẽ Tân Hiệp Phát phải báo cơ quan công an ngay. Nếu thực sự họ thực sự lo sợ là vì mình bị mất uy tín, mất cái thương hiệu. Trong ngày xét xử hôm nay, bị cáo Võ Văn Minh vẫn cho rằng mình không phạm tội. Và mặc dù bên nguyên đơn là đại diện Tân Hiệp Phát cũng ngỏ ý mong hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ tội cho anh Minh, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang vẫn nhận định Minh vì tham lam đã có hành vi đe dọa phát tán làm mất uy tín của Tân Hiệp Phát. Nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tiền Giang nhận định hành động dùng chai nước number one có con ruồi bên trong nhiều lần đe dọa công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hiệp Phát để đòi tiền là hành vi phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Theo khoản 4 điều 135 Bộ luật hình sự, đề nghị xử Võ Văn Minh từ 12 đến 13 năm tù.